Chỉ 3 ngày sau trận thua 0-3 trước Manchester City, Manchester United tiếp tục nhận thất bại với tỷ số tương tự tại sân nhà Old Trafford khi gục ngã trước Newcastle. Điều cay đắng là, ở trận chung kết League Cup mùa giải trước, Manchester United đã thắng 2-0 trước Chích Chòe để giành cúp và giờ họ nhận trái đắng từ chính đội bóng tới từ vùng Đông Bắc. Manchester United thay tới 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận gặp Manchester City, huấn luyện viên Ten Hag chỉ giữ lại Onana, Maguire, Lindelof và Dalot trong đội hình xuất phát. Trước trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan nói rằng không còn đường lùi cho các học trò, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford không thay đổi, họ vẫn chơi rất nhạt nhòa trên sân nhà. Phút 28, Livramento giành bóng từ sân nhà lao lên đầy mạnh mẽ, các cầu thủ Manchester United không ngăn nổi hậu vệ phải của Newcastle dâng cao. Sau đó Livramento chuyền bóng cho Almiron, cầu thủ người Hà Lan lao lên ở bên trái trung lộ rồi xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm, bóng đi chéo góc quá nhanh khiến Onana không kịp cản phá. Newcastle vượt lên dẫn trước 1-0. Manchester United vùng lên sau khi nhận bàn thua, song các cơ hội đội chủ nhà tạo ra không thực sự nguy hiểm với khung thành đội khách. Phút 36, đón cú đánh đầu phá bóng của Maguire, tiền vệ trẻ hô bất ngờ tung ra cú vút bóng bằng má ngoài chân trái ở đầu vòng cấm địa, bóng đi chéo vào góc phải thành bàn. Onana bị khuyết tầm nhìn nên không thể cản phá. Hai bàn thua trong hiệp 1 khiến Manchester United chịu áp lực lớn. Ông Ten Hag đưa Wan-Bissaka và Amrabat và thay Dalot, Casemiro sau giờ nghỉ, nhưng lối chơi của Manchester United vẫn không khởi sắc. Đội chủ nhà thường xuyên phải sút xa và không hiệu quả. Phút 60, Amrabat chuyền sai đưa bóng vào chân Willock. Tiền đạo của Newcastle tăng tốc mạnh mẽ và dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải cầu môn. Một cú sút quá nhanh, gọn của Willock khiến Onana không thể cản phá. Dẫn trước 3-0, Newcastle ung dung với thế trận phòng thủ phản công ở những phút còn lại. Manchester United tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự với sự có mặt của Fernandes, Højlund và Rashford. Dẫu vậy, Quỷ Đỏ vẫn nhạt nhòa nên không ghi nổi bàn thắng danh dự. Thua 0-3 trên sân nhà, Manchester United chính thức bị loại khỏi League Cup. Đây là trận thua thứ 8 sau 16 trận từ đầu mùa ở mọi mặt trận của Quỷ Đỏ. Chiếc ghế của huấn luyện viên Ten Hag đang lung lay mạnh, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Hà Lan sẽ sớm bị ban lãnh đạo Manchester United sa thải. Theo Football London, ở hiệp 1 Ramsdale nhiều lần bị các cầu thủ West Ham áp sát khi nhận bóng trong vòng cấm. Vì thế, thủ thành người Anh không chuyền ngắn, mà thi đấu an toàn với những cú vất dài cho hàng công. Điều này đi ngược với phong cách kiểm soát bóng từ phần sân nhà của Arteta. Do đó, huấn luyện viên Arteta nhiều lần ra sát đường biên quát tháo và yêu cầu Ramsdale kiểm soát bóng, chuyền dệt để luân chuyển lên tuyến trên. Trên sân Olympic tối 1 tháng 11, trong lần đầu bắt chính từ trận thắng Brentford 1-0 ở vòng 3 cúp liên đoàn, Ramsdale gặp nhiều khó khăn và có màn trình diễn không ấn tượng. Phút 16, anh băng ra đấm bóng lỗi còn hậu vệ Ben White đánh đầu phản lưới, miếu, West Ham mở tỷ số. Đầu hiệp 2, Ramsdale cản phá cú sút cận thành của Jarrod Bowen, nhưng chôn chân trong tình huống sút chéo góc của Moham Kudus ở phút 50. Thủ thành 25 tuổi cũng được cho mắc lỗi khi không thể cản phá cú sút vào chính giữa khung thành của Bowen ở phút 60, dù bóng khẽ chạm chân Jacob Kiwior. Sau trận, khi được hỏi về việc Ramsdale chịu áp lực từ người hâm mộ West Ham, Arteta đáp, đó là tình thế quen thuộc trên sân khách. Cổ động viên có thể phản ứng theo cách họ làm, và mọi cầu thủ đều cố gắng để đạt phong độ cao nhất. Hôm qua, Arteta chỉ giữ 5 vị trí đá chính so với trận thắng Sheffield 5-0 tại ngoại hạng Anh cuối tuần trước gồm Oleksandr Zinchenko, Jacob Kiwior, Ben White, Kai Havertz và Eddie Nketiah. Chỉ sau khi để thua thêm trong hiệp 2, Arteta mới tung các trụ cột là Declan Rice, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka và Martin Odegaard vào sân. Nhưng đội khách chỉ gỡ một bàn nhờ công Odegaard ở phút bù thứ 6. Arteta nhấn mạnh chọn đội hình xuất phát mà ông nghĩ là tốt nhất cho trận và xem bàn thua đầu tiên là bước ngoặt. Ở tình huống đó, Ramsdale bị Susek kéo ngã, nhưng trọng tài Simon Hooper không cắt còi, còn VAR không được sử dụng trận này. Theo Arteta, nếu có VAR, bàn mở tỷ số của West Ham đã bị khước từ. Arteta tuổi cho rằng Arsenal làm không tốt những điều cơ bản, từ việc tranh chấp tay đôi, chuyền hỏng nhiều đến việc không tạo nhiều áp lực ở 1/3 cuối sân. Nhưng Arteta cũng nhận trách nhiệm cho thất bại này. Trước hết, tôi thất vọng với bản thân, bởi rõ ràng tôi muốn đội thi đấu theo cách rất khác và chúng tôi không làm được điều đó, ông nói. Và xem kết quả này là động lực để hướng tới chuyến hành quân tới sân của Newcastle ở vòng 11 ngoại hạng Anh ngày 4 tháng 11. Arteta tiết lộ Emile Smith-Rowe chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài vài tuần. Trước đó, Arteta cũng thông báo tương tự về trường hợp của tiền đạo Gabriel Jesus và tiền vệ Thomas Partey.